Chào các đồng nghiệp thân mến. Hi, how are you today? Ôi da. Kinh kinh. Chém gió tiếng Anh cứ như đúng rồi. Sợ. Này, trưởng phòng nhân sự của một công ty nước ngoài là tiếng Anh cứ phải như gió. Hi, how are you today? I'm fine, thank you, and you? I love you more than I can say. Anh giỏi thế. Mà anh mới chuyển công tác à? Không làm giúp việc nữa à? Này, thế ông bà Thái có cần tuyển thêm người không? Để em sang xin đấy làm luôn. Anh dẩm, ông ấy làm bộ đi tán gái đấy. Thế mà cũng tin. Này, anh mà là con gái, khéo anh trổ hoang mấy lứa rồi đấy. Đây này, đang sầu đời đây này. Anh chăn cái em sinh viên đấy gần nửa năm rồi em ạ. Mà vẫn không quay được nó để thịt. Mà rõ ràng là mình cũng ngon chứ. Đi du học nước ngoài, về chưa đầy 30 tuổi đã trở thành trưởng phòng của một công ty đa quốc gia. Thế mà nó còn chê, anh không hiểu con gái bây giờ nó thích cái gì cơ. Cứ như anh ý thì làm sao mà chén được nó. Con gái không cần những thứ đấy đâu. Ờ, thế bọn con gái nó cần cái gì hả em? Cần cảm giác yên tâm. Thế nhân tài như thế này yêu nó mà nó còn chưa thấy yên tâm nữa. Sảm, mơ hão, anh khoe khoang á. Nếu mà anh cho chúng em thấy nhà lầu này, xe hơi này, bằng chứng cứ lù lù ra mà anh vẫn nói anh là ô xin, bọn em vẫn thích. Đúng rồi. Ừ, chứ còn không á, thì còn lâu. Bọn em đẹp, chứ bọn em không ngu. Thôi, bây giờ làm sao mà anh kiếm được nhà lầu với cả xe hơi trưng ra cho chúng nó xem. Tốt nhất ý, mình là giúp việc thì mình cứ yêu giúp việc cho nó lành. Yêu sinh viên làm gì khổ lắm. Cứ tự ti như mày ấy, còn lâu mới mọc mũi sủi tăm lên được. Rồi mới xem. Tối nay anh mà không chén được nó, anh là con chó. Có gì đâu để mà cười. Có gì đâu để mà vui. Láo nhau như thằng điên. Có gì đâu để mà cười. Ngày thì quên ăn, việc gì cũng đến tay. Quét dọn lau chùi thôi. Ôi sao mệt mỏi quá.